Kính chào anh chị em trong buổi thi hôm Dạ, nay. chào chị Tuyền. Dạ, chị Tuyền nó là giáo viên chị Dạ, đang thất nghiệp. Tuyền. Trước chị làm gì? Dạ, làm đủ nghề á, công nhân rồi buôn bán gì cũng có hết. Dạ, nhà chị ở quận 6 hay là chị? Dạ, quận 6. Dạ, rồi, hôm nay chị hát bài gì ạ? Dạ, đến đây thi bài hát Phố Đêm. Dạ, rồi, mời chị ha. Phố đêm đèn mơ răng răng màu trắng như vì sao gối đầu ngủ im. Phố đêm chợt người phong sương chinh chiến từ lâu rồi có niềm tiếng ấy chân xin lặp lại đi tại vì quên lời. Chữ lớn lớn giùm chị đi bạn. Dạ xin lỗi. Bố mình vô trong mình ghé học thuận lợi nha chị. Cơ khí này bên thời điểm thì nhiều nè. Ngày hát cũng hay rồi. Hát bài gì ha? Cái bài làm lại biệt tây thi đi. Dạ, ok. Vào cái khúc lúc đầu vô là Lý Hành đúng không? Đúng rồi. Lạnh lùng sương khuya hắt hiu trong dương người đi thuyền trôi lớn trong đêm trường anh trăng quần rồi buồn sâu trời giới đường về mơ ban buồn xa cách bao ngày trùng phố ôi mắt quen lệ sầu nghìn đời xa nhau trừ là thùng nặng tay thi ơi
ta sẽ vì ai dò dò một phương trời, nàng hãy vào trong ngày tháng nhất điệp, về ngoài này tuyết trắng lạnh lùng rơi trên chiếc thuyền rộng lướt sông. Đêm nay có thể nhìn trắng mà khe khe thở dài, kịp má hồng đơn thế thì thôi, vì bỏ một đời để đời sống hạnh. Rồi ok, nhưng mà chọn hay á, chọn tốt á, với lại thoải mái xíu, bị đi gầm quá, run quá. Dạ đúng rồi. Ok, con Trung nha. Dạ em xin lỗi. Dạ. Dạ. Trang Bảo Tình. Xin lỗi à, dạ em Trang Ngọc Bích hả? Em đưa anh chồng của à, Trang Ngọc Bích hả? Mấy bạn này. Dạ xin lỗi à, tại lỗi của mình à. Dạ, chị cầm video đi chị. Dạ, chị nói trên video đi. Dạ, dạ. Dạ, xin cảm ơn ạ. Bạn Bích đang làm công việc gì Bích? Dạ mình yêu thương tất cả mọi người lắm mà, giúp gì được thì cứ giúp mà. mong ví dụ hát được á, mở cho mình kênh YouTube đó, giờ mấy chục năm chưa biết kênh YouTube là gì. Thiệt là hồng để giúp mọi người. À, nhưng mà bạn làm công việc gì? Dạ mình có đứa con nhỏ là Trang Bảo Trân á, hai mẹ con có mình lên à. Cô mang nó từ 11 năm trước tới giờ không có bỏ được. Thương lắm. Ý là vừa mình làm công việc gì để mình nuôi cháu? Dạ hồi xưa là đi làm công quả rồi phụ mọi người á, chứ dịch thì mình làm tình nguyện viên không à, mình giúp dịch á. Dạ gì chúc mọi người sức khỏe à. Rồi ok, rồi giờ bạn hát bài gì ha? Dạ mình xin hát bài Tiền Là Cát Bụi. Dạ rồi, xin cảm ơn. Tự tin lên nha. Dạ cô, tự tin lên. Dạ.
Dạ chào anh chào em Thiên Dừa. Anh giới thiệu anh em lại cho bà con bác biết anh nè. Anh tên Thảo. Dạ, tên đầy đủ anh Thảo. Anh Nguyễn Thành Thảo. Nguyễn Thành Thảo. Nghe dễ thương ha. Em quê đâu anh Thảo? Em quê Sóc Trăng. Dạ. Bên hôm nay anh Thảo bao nhiêu tuổi à? Anh sinh năm 76 Thiên Dừa. Sinh năm 76. Dạ. Công việc chính của anh hiện nay là bán tiền vàng hả anh? Anh làm nghề tự do. Quá trời luôn rồi. Dễ thương rồi. Anh giới thiệu bây giờ anh hát ba hát anh xin hát một bài một lớp năm ai với một con chuột cổ. Dạ. Nếu mà hay hay thì làm thử hai câu cũng được anh. Bài gì anh? Xin ca bài này ngày về bên mẹ. Dạ. Rồi mời anh Thảo nha.
con đông ở trong đây kêu mẹ lại đông đông nghĩa cao chạy nhớ tên mừng cô đời tốt đây trở thành con sẽ về quỳ lớn với mẹ cũng dừng cho con sẵn đây chú Thanh Tuấn lắm à. Đúng rồi. Chú Thanh Tuấn nhập. Anh có hát nhạc không? Anh có thích nhạc không? Anh không thích nhạc. Anh hát cổ thôi vậy ạ? Cổ. Thích hát mấy cổ mấy bài về mẹ. Anh hát về mẹ cha không? Anh thuộc được nhiều không có nhiều bài. Anh thuộc nhiều lắm. Đến đến thi có thời gian đến thi không? Có thời gian tập luyện rồi đến thi không? Có em. Dạ, nhưng mà thi tới thì trên thấu mình phải đưa mấy đó bạn tôi giúp chữ ha. Cái giữ cho. Bình thường em bình thường. Dạ, phải đưa em giữ chứ. Rồi cảm ơn nhiều nha, chúc anh sức khỏe. Rồi cảm ơn. Cảm ơn.